Ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Trong video ngày hôm qua thì anh em cũng đã biết cái sức mạnh kinh khủng của cái bộ Hunter trong cái meta mới sau khi update nó mạnh đến cỡ như nào. Phải nói thực sự là nó quá khỏe và nó rất là dễ chơi. Rất có thể cái đội hình Hunter nó chính là cái đội hình TS trong cái thời điểm hiện tại. Theo tôi đánh giá nó là như vậy. Và cũng không chỉ có riêng tôi đâu, mà tôi nghĩ là có rất nhiều anh em cũng đánh giá như tôi. Quen này. Lại Hunter à? Bây giờ đâu nhìn đâu cũng thấy Hunter anh em ạ. Nhìn thấy cái que là thấy Hunter, nhìn thấy những cái đồ đánh tay là chúng ta lại thấy Hunter đấy. Không biết chơi gì đây, chuyện hôm nay liệu rằng là có phải là Hunter không. Nhiều khi không muốn chơi mà nó cứ ra Hunter đầu game chúng ta lại phải chơi. Thực sự là có cái điều gì tuyệt vời hơn khi mà đầu game ra người ta ba Hunter kết hợp với cả hai đỏ, dã man. Cứ ba Hunter kết hợp với hai đỏ chắc chắn là tôi đã chơi Hunter đấy. Thực sự đấy là điều tuyệt vời nhất trong cái thời điểm hiện tại khi mà trong rank chúng ta leo rank và ra được ba Hunter, ra những cái con Hunter đầu game và kèm theo đó là bộ đỏ, khỏe thật sự. Kể cả những cái con tướng ở trong cái bộ đấy nó cũng khỏe cơ. Ui giời ơi, đúng thật rồi anh em ơi, ôi giời, khỏe thật sự luôn đấy. Với lại Hunter rồi. Nhưng mà cũng có thể chơi rồng. Mà trận này chơi rồng không có rồng 5 đô. Không có rồng 5 đô chơi Aegis thì nào? Aegis trận này sợ có Saman hơi kinh ạ. Trận này có mèo Saman. Trận này chỉ có chơi Mid Saman. Chơi Mid Saman hoặc là chơi Aegis. Hunter cũng ngon nha anh em nhá. Trận này trong Hunter có con Tsunami. Bình thường Hunter mà có Tsunami có máy bay cộng 10 điểm rồi. Nhưng mà bây giờ meta này thì chắc là nó phải x2 chỗ đấy. Bây giờ chắc là nó phải x2 lên 20 điểm anh em ạ, chứ không phải 10 điểm nữa. Khỏe thật sự. Ui vẫn ăn được đấy. Vẫn vẫn thắng. Không 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 không. Còn người lướt có lướt. Tôi tưởng là có thể ăn được ra vừa rồi thì căng quá, khét quá. Ôi rồi ơi, đúng rồi anh em ơi, chán đời. Thế là lại bắt chơi Hunter rồi anh em ạ. Quá kinh khủng. 3 Aegis đầu game kết hợp với Hunter. Bắn cực kỳ cháy máy luôn. Nhưng mà cái bộ này cái key vẫn là cái con súng. Cái con súng nó phải ra. Đấy, con súng mới là cái con mà coi như là chân ái trong cái bộ Hunter. Chứ còn không phải cung đen. Meta này là súng ấy. Súng ấy mới là cái con đang bị lỗi. Bắn nó cực kỳ mạnh luôn. Tại sao cái con súng ấy nó đam bé hơn con cung đen mà nó lại mạnh đến như thế? Bởi vì là cái con súng ấy nó đánh phát nào nó dứt điểm phát đấy. Nó bắn là nó không có những cái hiệu ứng mũi tên bay. Đạn mà ra khỏi lòng là đến đích luôn, chứ còn không có mũi tên bay ra ngoài sau đó mới có đến đích. Đó. Đó chính là lý do tại làm sao mà con súng nó bắn nó lại hiệu quả. Nó bắn nhanh hơn. Con súng nó sẽ bắn nhanh hơn con cung đen. Và nó sẽ không có cái chuyện là nó phí những cái cú, những cái hit mà đánh vào những cái con chết rồi. Đấy, như con cung đen là có những cái con tướng nó chết rồi ấy, mà con cung đen cái tên nó vẫn chưa bay đến. Đó, nên có rất nhiều những cái hit mà nó bị thừa ra, nó rất là lãng phí. Đó, trong một vài trường hợp thì cái con cung đen nó sẽ hiệu quả hơn như là đánh với cả 9 Warrior. Đó, như anh em, nhiều anh em sẽ hỏi là tại sao lại bị counter bởi 9 Warrior đấy. Bởi vì anh em đang sử dụng co là con súng, nhưng mà nếu mà anh em chuyển co sang là cái con cung đen thì nó sẽ đỡ sợ hơn. Đấy, nó sẽ đánh với cả cái nhà Warrior, nó sẽ đỡ sợ hơn con súng rất là nhiều. Còn cho súng ấy thì là sẽ là tự sát đấy. Đấy, một con súng cầm cái hai tia, nếu mà không có hai cái MOM hút máu ấy, không có hai cái mặt lạ điên thì nó sẽ tự chết. Đấy, bắn vào cái bọn Warrior nó sẽ tự chết. Nhưng mà cái con cung đen thì khác. Con cung đen thì nó, nếu mà nó chỉ cần có một cái MOM thôi, nhưng mà nó vẫn không chết nha anh em nhá. Nó vẫn có thể bắn được bọn Warrior. Đấy, vì đam nó to, nó dứt điểm sớm. Chứ là không như con súng, con đam nhỏ. Đây rồi. Quá tuyệt vời anh em ạ. Giờ có bán đi xong rồi up lên cấp 6 luôn. Ok. Bán thêm con này nữa. Không cần Aegis. 6 Hunter là quá ngon rồi.
Chuyện này đúng là lại chơi Hunter thôi anh em ạ. Đấy, round 8 cho tôi 6 Hunter rồi. Thế thì tội gì mà không chơi Hunter đúng không? Wow, ok. Rồi. Bây giờ làm nào để có thể dưa chuối đến một phát round 20 luôn nhỉ anh em nhỉ? Đội hình quá ngon anh em ạ, 6 Hunter. Vừa nãy tôi còn nói với anh em là điều tuyệt vời nhất ở trong con game này là vào game ra được 3 Hunter. Thì điều tuyệt vời thứ hai đó chính là chúng ta ra được 6 Hunter từ cái giai đoạn trước round 11. Trước round 11 mà ra được 6 Hunter thì nó quá tuyệt vời rồi. Rồi xong. Game này lại gần như là của tôi rồi. Đấy, bây giờ up lên level 7 là có khi là không kẹp đỏ mà lại kẹp bít cơ. Tôi có một con bít 2 sao ở dưới này, quá tuyệt vời. Cái bọn Hunter nó mạnh lên khiến cho rất nhiều line up nó đã bị coi như là không ai chơi, không ai thèm ngó ngàng đến. Cụ thể đó chính là bộ Feather. Trước đây, ngay trước cái meta này, Feather rất nhiều người tin tưởng. Nhưng bây giờ thì không. Bây giờ cái số lượng người chơi Feather nó đã giảm rất nhiều. Do có một cái cú thay đổi, cũng cái bộ Feather nhưng mà nó bị thay đổi. Bây giờ thì Feather nó thay đổi cơ chế. Thay đổi cơ chế là bây giờ cái bóng nó hiện ra lại là cái bóng của những cái con bắn vào. Đấy là cái thứ nhất, cái thứ hai là gì, là giảm cái phần trăm lẻ tránh. Ơ, đau này vớ vẩn thua không? Ơ kìa. Tôi nghĩ là không thua được, làm sao mà thua được? Được không, được không, được không? Được chứ. Ui giời, 6 Hunter mà còn thua nữa thì đã là buồn cười. Người ta mới này, Hunter, 6 Hunter làm gì có chuyện thua ở giai đoạn này. Không có đâu. Ok. Tầm này là ổn áp rồi. Thì sớm mà con súng nó lên được 2 nhỉ. Thực sự là bây giờ cái bọn này nó hơi mỏng, toàn 1 sao. Rồi tôi sẽ chuyển sang cái món đồ cho nó hợp với bộ Hunter hơn. Kể ra mà vừa nãy mà ra bắn trưởng thì tôi cũng sẽ chơi Long Rồng đấy. Nếu mà giữ lại cái hộp kháng phép ấy, cái hộp giảm kháng phép ấy thì cũng được. Nhưng mà nó lại ra Hunter cơ. Chuyện này thôi thì chúng ta lại chơi Hunter anh em nhé. Cho anh em lại chiêm ngưỡng sức mạnh dã man. Thực ra một trận là chưa đủ anh em ạ. Tôi nghĩ là phải có thêm một vài trận nữa. Dã man thật sự luôn ấy. Phải có thêm một vài trận nữa chơi Hunter anh em. Thấy có cái sự khó chịu của bộ này đúng không anh em? Khó chịu lắm. Anh em là người tìm cách counter bộ này thì tôi cũng có chia sẻ với anh em từ trong video của clip trước rồi. Ở dưới phần comment là cái bộ này thì nó cũng sợ bộ 9 Warrior đấy. Anh em ạ, sợ, khá sợ 9 Warrior. Đó. Nhưng mà cái vấn đề là 9 Warrior nó phải sợ cái giai đoạn nào cơ. Chứ còn nếu mà đến late game thì cũng không sợ làm đâu. Khi mà anh em có đủ cái đồ, cái lượng đồ trừ giáp cũng như là cái lượng đồ hút máu thì tôi nghĩ là cũng không sợ Warrior làm đâu. Đấy. Kể cả là những cái bộ, nhiều anh em nói là những cái bộ như là Insect thì thực sự là bây giờ cái bộ này nó cũng không sợ Insect anh em ạ. Nó phải tùy giai đoạn. 6 đá nha, 6 đá. Có nhiều anh em nói là cái cơ chế của bộ này nó khá giống cái bộ Glacier có thể counter bằng 6 đá. Thì tôi cũng công nhận là có thể counter bằng 6 đá đấy. Nhưng mà nó cũng chỉ là ở cái giai đoạn nào đấy thôi anh em ạ. Nó còn tùy xem là cái đồ con súng nó như nào. Nếu mà cái con súng này nó có đủ đồ thì nó cũng không sợ 6 đá luôn. Đấy. Mà cái quan trọng ấy anh em biết là gì không? Nó không phải là cái việc là cái bọn nào nó đấm cái bọn này để counter cái bọn này. Bởi vì thực ra là cái bọn Hunter này, nếu mà đánh đến siêu lết game ấy thì thực sự là nó cũng không phải là cái bộ mạnh nhất ở siêu lết game. Đấy, tôi phải nói thật với anh em là nếu mà nói đến siêu lết game nhá, mạnh nhất bây giờ là cái bộ gì? Mạnh nhất thì tôi nghĩ là không có thể nào mà trượt được, nó chính là bộ Clive. 6 Clive, 6 Glacier tối thượng, mà nếu mà anh em lên được 12 thì chắc chắn nó là tối thượng rồi. Nó là không thể cản nhá. Bọn này không là gì đâu anh em ạ, cái bọn này nó không là gì đâu. 6 Glacier, 6 Clive lên được level 12. Đấy. Kẹp được thêm Kira vào nữa thì cái bọn này nó không là gì cả.
Nhưng mà cái vấn đề ấy là làm thế nào để nó lên được 12 thì không ai nói. Đấy, còn cái bộ này làm sao, làm thế nào để lên được level 10 thì rất là dễ. Đấy, không ai nói nên anh em cũng biết là lên 10 rất là dễ. Còn như cái bộ 6 đá chẳng hạn, anh em bảo 6 đá, 6 đá đâu có dễ đâu. 6 đá là gì? Là anh em phải ra là một trong hai con 5 đô là con Dash Sprint và con Light Sprint cơ. Mà cái con Light Sprint và con Dash Sprint ý, nó ra ấy, chưa chắc anh em đã ăn được. Đấy. Nó ra anh em cũng mới là một sao thôi, đã là gì đâu. Phải hai sao. Nói chung là vẫn còn nhiều cái mà nó còn cấn lắm anh em ạ. Trong khi cái bộ này nó là một cái con súng chỉ cần 2 đô. Đấy, có súng 2 đô và nó chỉ cần lên 2 sao thôi là nó sống khỏe đến late game luôn. Anh em thấy chưa? Thấy đấy cái sự phức tạp chưa? Cái bộ này nó chỉ có con súng lên được 2 sao nó sống khỏe đến late game luôn. Trong khi mấy cái bộ như là 6 đá nó đâu có phải nghe thì có vẻ là counter thật. Có thể là đấm được thì cũng ok, cũng đấm được. Ai cũng có thể nghĩ được là cái việc là 6 đá counter vào cái những cái bộ đánh nhanh. Đúng. Nhưng mà để mà counter được thì nó phải ra được cái con Dash Sprint, nó phải ra con Light Sprint. Trong trận đầu đấy nó phải có một trong hai con. Và còn phải kích hoạt bằng Wizard cơ anh em ạ. Tức là nó phải mất tới 7 slot rồi. Trừ khi là bây giờ trong cái bộ truyền thuyết là phải có cả hai con. Thì tức là chúng ta chỉ mất có 6 slot thôi, còn lại thì có thể kẹp 4 slot kia cho 5 đô để mà chơi thì nó còn có vẻ ngon nghẻ. Chứ bây giờ tự nhiên mất tới 7 slot, sau đó kẹp còn có 3 slot để kẹp. Đấy, nó còn nhiều cái nó phức tạp lắm anh em ạ. Còn cái bộ tối thượng 12 con thì đương nhiên nó đấm được rồi. Tôi không cần phải là phải suy nghĩ luôn, tôi trả lời luôn anh em luôn. Đấy, cái bọn này nó sao ăn được cái bộ 6 Glacier, 6 Clyde lên level 12. Không bao giờ ăn được, nhưng mà để lên được level 12 ấy thì nó là một cái quá trình đấy. Quá trình gian lan đấy. Bài nó phải độ lắm nó mới lên được ấy, anh em ạ. Trong khi Hunter thì nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Anh em thấy không? Này, nhìn này. Một hàng toàn một sao luôn. Và đang có chuối coi như là cộng 8. Đấy. Vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Dã man. Quá dễ đúng không? Thật sự trời quá dễ. Đấy chính là lý do tại làm sao mà tôi nghĩ là sắp tới, ở trong thời điểm sắp tới đấy, là trong rank sẽ có rất nhiều người chơi chọn cái bộ này. 2-3 người chơi cùng thì nó vẫn là ok. Đấy. Hai cái bộ Hunter gặp nhau thì nó cũng không mất máu nhiều đâu anh em ạ. Trời ơi, cuối cùng cũng chỉ lọt 1-2 con. Tất nhiên là nó sẽ lọt rất ít rồi, bởi vì những con Hunter là focus vào những cái con máu thấp trước, nó bắn trước. Thế nên là hai cái bộ Hunter gặp nhau cuối cùng cũng chỉ là lọt 1-2 con thôi. Rất là dự màu. Random đó. Úi rồi, vai đài. Đồ tưởng là chừng như là không có đồ nhưng mà nó lại ra cái đồ ngon. Thôi được rồi. Ok, vậy là lên 8 chúng ta vẫn đúng sách giáo khoa anh em nhá. Đây, sách giáo khoa. Không trượt phát nào. 6 Hunter kẹp với 2 đỏ, kẹp với cả Beat. Đấy, ra là con gấu Beat thì quá tuyệt vời rồi. Trời ơi, cảm giác bây giờ coi như là vua của meta. Không bộ nào có thể ăn được. Trừ khi bây giờ gặp tự nhiên coi như là xuất hiện một thằng đang chơi Hunter, đang coi như là cũng đánh ở level 8, cũng có đội hình tương tự nhưng mà con súng 2 sao, thế thì thôi chịu thua. Đấy. Súng 2 sao cũng đen chưa 2 sao thì chịu thua. Ui thằng này cũng căng đấy nhở. Thua không? Có phải mất chuỗi không? Ui tôi chết rồi. Sai lầm rồi. Ok. Thậm chí là con TB là con chưa kịp hóa anh em ạ. Ui vãi đài. Anh em nhìn quả vừa rồi. Con TB là con không kịp hóa luôn. Vãi đài là đứng trước mặt bộ Hunter Fallen Witcher kẹp với cả 9 Assassin Fake. Trời ơi. Lẽ ra là như thế là cắt chuỗi được rồi đấy. Nhưng mà không. Anh em ạ. Trời. Quá căng thẳng, không thể tin được luôn. Ngày trước ấy, cái bộ đấy nó có con thị vệ nó lao thẳng vào đội hình này nó bị xáo trộn ấy. Bây giờ cái con thị vệ nó thay đổi skill nên cái bộ này nó yếu rất nhiều rồi.
Tôi thấy có rất nhiều anh em nhận xét là vì có sự thay đổi ở cái bất diệt nên là cái bộ Fallen Witcher kẹp với 9 Assassin ấy, nó mới bị yếu đi, nó không ai chơi. Nhưng mà thực ra không phải. Cái bất diệt nó chỉ là một cái món đồ ở giai đoạn late game và cũng chưa chắc đã lấy được cái món đấy anh em ạ. Đấy, ở giai đoạn giữa anh em đâu có lấy được bất diệt sớm đâu. Nhưng mà nó mạnh hay không ấy, nó ở cái con thị vệ cũ ấy. Con thị vệ nó bay lao thẳng vào đội hình địch, sau đó là cái con Fallen Witcher trên trong cái đường bay đấy, con Fallen Witcher là mới blink theo cái đường bay đấy. Đấy, trên cái đường lướt của cái con thị vệ ấy. Con Fallen Witcher thường là nó sẽ đặt theo cái đường lướt đấy, theo đường chéo đấy. Khiến cho là đối thủ sẽ bị xáo trộn đội hình và được bảo kê cho cái con Fallen blink cùng luôn. Chính vì thế nên là ở trong cái phiên bản cũ ấy nó rất mạnh. Nhưng mà phiên bản mới này thì không ăn thua. Không có cái con gì để có thể bảo kê được cho Fallen cả. Fallen nó bị bấm sấp mặt luôn. Đấy, anh em thấy cái tình huống vừa rồi không? Fallen là coi như là đứng chơ vơ. Thì vệ không lao vào đội hình thì không có stun. Còn cái con tướng mới là một con 4 đô và nó phải đầy mana nó mới có thể là stun được anh em ạ. Đó. Chính vì thế nên là cái bộ đấy nó yếu đi. Tôi nghĩ là cái phần lớn nó là chính là do cái con thị vệ. Ui, cắt chua luôn này. Insectoid với chúng tôi. Insectoid, ai round này nhá. Trận này là chúng ta sẽ có cái bọn Insectoid để tôi test cái đội hình này xem có đấm được Insect không. Tôi thấy có anh em comment ở trong video trước ấy là cái bộ này sợ bộ Insect. Mà tôi không nghĩ là nó sợ Insect mèo đâu anh em ạ. Insect mèo heo bộ này không sợ đâu. Tí nữa cái con súng nó đủ đồ nó bắn nó thì coi như là nó đứng góc nó bắn thì cũng chả có con nào chạm được vào người. Cứ đánh xong lại hồi máu mà. Chỉ cần đủ đồ thôi thì không sợ đâu. Bộ này thì nó lại không sợ những cái con như kiểu con nhện. Để có thể là làm cho chúng ta đứng im một chỗ và chúng ta không di chuyển được. Hay là chúng ta không có khả năng là bắn trúng thì không. Bộ này chắc chắn là bắn trúng, khả năng là trúng là rất cao. Súng này nó bắn cũng rất là nhanh, rất nhiều hit nên là cái việc mà trúng, để mà trúng mục tiêu nó cũng có nhiều cơ hội hơn. Đấy, và trúng mục tiêu nhiều cơ hội hơn thì nó cũng đồng nghĩa với việc nó sẽ hồi lực máu lên. Tôi nghĩ là không sợ đâu. Trận này súng có vẻ hơi bị tịt đẻ. Chưa thấy ra nhỉ anh em nhỉ. Đấy, bây giờ vẫn mới có hai con thôi. Chưa đến lên được 2 sao. Chứ còn lên được 2 sao tôi nghĩ là nó sẽ còn ổn hơn rất là nhiều ấy. Chưa lên được 2 sao mà đã thấy ổn đến như thế này rồi. Và lên được 2 sao thì không biết là còn ổn đến như thế nào nữa đây. Dã man trong cái đấy những cái nhà dưới sắp chết hết rồi kìa anh em kìa. Trời ơi, là giữ máu nó có phải nói là perfect luôn. Bộ này dã man thật sự. Đúng là bây giờ mà vào trong rank mà không chơi cái bộ này lại cảm giác nó hơi bị thiệt. Đúng không anh em? Anh em có thấy thế không? Bây giờ cảm giác vào trong rank không chơi Hunter thấy cảm giác thiệt thòi quá. Khi mà phải chơi chật giữ máu trong khi cái bộ này nó quá đơn giản luôn ấy. Nó chỉ cần anh em thấy là đây như này bây giờ là 4 bit vào này. Chơi như cái trận đấu hôm qua đúng không? Thì tôi chơi nó là kẹp vào với cả đỏ đúng không? Chúng không nhớ lắm nhưng mà hôm nay tôi kẹp bit vào cho anh em xem luôn. Thậm chí là kẹp bit vào có khi nó còn bắn nó còn khỏe hơn nữa anh em ạ. Kẹp 4 bit này vào thì cái lượng đam của nó sẽ tăng lên. Lượng đam bây giờ nó cộng được 40% đam. Bây giờ súng chia lên 2 rồi đồ cho rồng anh em nhá. Rồi nó rồng đi. Trận này có một cái mà không mạnh như cái trận hôm qua. Đấy là chúng ta không có khả năng là kẹp lùn anh em ạ. Chúng ta không có lùn. Đấy, nhưng mà trận này lại có máy bay. Đó, nên là chúng ta lên 10 chúng ta có thể kẹp lùn. Dí thẳng lên 10 luôn. Kẹp lùn vào. Chơi co là súng nhưng mà kẹp thêm con máy bay vào. Bây giờ thì cái bộ Hunter ấy. Cái bộ Hunter bây giờ là chúng ta không có chơi co là 5 tiền nha anh em nhá. 5 tiền kẹp vào để kích hệ thôi. Chứ còn chơi là phải chơi vào Hunter hết. Tất cả những cái con nếu mà anh em có ý định làm co nó sẽ phải là những con Hunter. Còn không thể dồn đồ cho một cái con 5 tiền 2 sao được đâu.
nó sẽ không có một cái hiệu ứng nào hết, nó sẽ không được hưởng cái gì cả anh em nhá. Và Lambda của anh em nó sẽ đánh như là một con Lambda không có ở bất cứ một cái bộ CDG nào kích hệ ở trong cái bộ Hunter này. Đó nên là anh em lưu ý, hết sức lưu ý các anh em mà chưa động đến cái bộ Hunter này thì tôi xin có cái lưu ý nhỏ cho anh em là như thế. Ở trong meta mới này thì tốt nhất là anh em để hết đồ cho những cái con Hunter. Con nào lên được 2 sao hay 3 sao sớm thì anh em cho vào thôi. Đó, như bây giờ tôi cho con rồng bắn cũng rất cháy luôn. Anh em có thể thấy rồng nó mạnh nữa chứ. Nếu mà để đồ cho súng thì là nào vừa rồi là chúng ta có thể là mất chuỗi rồi đấy anh em ạ. Rồi, bây giờ tôi lại dồn đồ cho cung đen. Đấy. Cung đen lên được 2 sao là ưu tiên cung đen. Đấy, bây giờ súng lên 2 sao thì chúng ta ưu tiên cho súng. Đó, thứ tự ưu tiên sẽ là như thế. Con nào 2 sao khỏe thì chúng ta cho đồ, còn khi nào lên 3 sao thì chúng ta sẽ cho đồ cho con 3 sao. Còn cung ở mức sao thì sẽ ưu tiên thứ tự sẽ là súng, sau đó đến cung đen, sau đó đến Medusa anh em nhá, Siren á. Ok, đó, chuyện này thì không có lùn. Nên là tương lai thì cũng sẽ là súng là co đó. Ui, đã mất chuỗi rồi. Chỉ assassin này thì nó bớ vào đúng người cái con cung đen. Thôi xong chịu. Nhưng mà không sao anh em ạ. Đấy là lúc này thôi. Tí nữa. Ui, con này bất diệt này. Đồ thế giới đấy. Ui, mà sao con này nhiều đồ ấy nhỉ? Thay nhiều đồ đấy. Vãi đái, nhiều đồ đấy. Tôi chưa có cái đồ cam nào, nó có đồ cam full đồ rồi. Rồi, thôi không sao, thì bây giờ đánh từ từ vậy. 29 nữa lên 10 cũng được. Từ bây giờ đến lúc lên 10 thì chúng ta sẽ áp cấp dần dần thôi anh em ạ. Cái đội hình nhìn trông nó què quặt như thế đấy. Toàn một sao luôn. Thế nhưng mà nó lại rất mạnh. Tôi không biết là cái thay đổi update này nó có giữ lâu không, nhưng mà thế này là nó so với cái lợi thế so với những cái bộ khác thì thực sự là nó quá lợi thế luôn. Thậm chí cái nào này chúng ta có thể ăn được luôn. 9 assassin này, trời ơi, assassin fake đấm nó như là con luôn. Máy bay này rồi, bọn bán này đi. Ra được Siren rồi. Chúng ta đã chơi Siren rồi. Quá khỏe. Tôi áp dần lên 10 đó. Cứ 29 lên được 10. Sau đó cho cái con máy bay vào. Chả phải làm gì nhiều. Tí nữa ra cáo 2 sao rồi vào thay cho Tutka. Đấy, thế là xong. Đồ này bây giờ nói chung là cũng chưa có mặt lạ hút máu đâu đấy. Chưa có mặt lạ điên, chưa có búa sét, nhưng mà bắn rất cháy rồi. Thực sự là đến round 25 rồi với một cái đội hình què quặt như này. Nếu mà trong meta trước thì tôi nghĩ là bây giờ máu đâu đấy nó chỉ còn khoảng dưới 20-30 máu thôi. Nhưng mà meta này thì nó còn 90 máu đấy anh em. Ui rồi ra cả cái lùn luôn. Thế thì nó lại là vô địch rồi anh em ơi. Dã man. Thực sự là như thế luôn, ra được cả cái lùn luôn. Ra đồ lùn đi, nói chung là vô địch luôn như gì nữa. Mạnh quá à. Mặt lạ điên, hay quá. Chỉ có chơi toàn đồ thường với cả đồ. Tôi không lấy cái đồ cam mà luôn, lấy toàn đồ blue với cả đồ xanh lá với đồ thường thôi, nhưng mà bắn rất khỏe luôn đấy. Thế còn chưa có ý định đổi đồ cam hay đồ tím gì đâu. Vẫn để đồ thường, vẫn toàn một sao. Quá mạnh luôn anh em ạ. Cái đao này tự nhiên nó ra con heo làm cho tôi là không có cái slot mua ấy. Đấy, nên là tôi lại up lên 10. Không có slot luôn, heo tôi lại up lên 10 luôn. Đằng nào cũng kẹp lùn vào, giữ máu. Cho thêm con máy bay cho nó clear, cho nó khỏe.
Thôi chết rồi, bị bớ rồi này. À nhưng mà mình có đẩy, tôi có đẩy. Ui nhưng mà thằng này khỏe phết nhỉ, đẩy ra không ăn thua. Càng đấy, 6 Glacier kẹp với cả Velo mà. Cú sét hay. Đổi phát món đồ cam đầu tiên không? Xem nào. Hay đồ tím. Hơi lấy đồ tím thôi, tiết kiệm tí. Ồ, không lấy được cái gì cả. Thôi, random vậy. Xích à? Ok, xích cũng ngon. Vừa lấy, chỉ lấy được cái găng tay với cả cái shadow thì thực sự là nó khá là phế anh em ạ. Tôi hướng đến là cái MOM thôi. Ở trong cái đồ tím nó có cái RO, cái MOM. Đấy. Xích cũng ngon. Cái xích nó sẽ giúp cho chúng ta trói kẻ thù lại và sau đó thì chúng ta sẽ bắn. Lúc đấy kẻ thù chỉ có đứng im cho chúng ta bắn thôi. Đây là một cái món khống chế mạnh ở giai đoạn đầu game. Ok. Rồi, Assassin. Assassin có bất diệt đấy, hay có bất diệt. Tôi có đẩy nhưng mà có vẻ không ăn thua. Vẫn bị đau đấm. Về căn bản là cái con súng này của tôi ấy, mãi nó không lên được 2 sao. Tôi thể hiện sức mạnh nhờ. Cay nhờ. Tôi cần cái con súng lên 2 sao anh em ạ. Trời ơi, súng ơi, cả con game này không lên được 2 sao. Đấy, chính vì nó không lên được 2 sao tôi mới dí thẳng lên 10 luôn đấy anh em. Bởi vì tôi xác định là cái trận này là chúng ta sẽ không roll 3 sao súng rồi. Trận này chúng ta chỉ 2 sao súng thôi. Thế thôi cứ lên 10. Đằng nào cũng có cung đen nằm co rồi. À, thôi lên thẳng 10 luôn, kẹp luôn lùn cho nó có khỏe. Vừa nãy chưa có cái lời thề lùn nên là tôi xác định tôi lên 10 sớm. Kẹp với cả 4 bit nữa. Đó, nên là bây giờ chúng ta vẫn có một cái lượng máu rất là nhiều. Chói rồi, BKB lại giải chói à? À, hai có BKB giải được chói nhá. Nhưng mà bây giờ ăn được. Chúng ta vẫn khỏe hơn. Chỉ cần là nó Berlin không vào vị trí cung đen thôi là chúng ta có thể ăn được. Vừa đấy là Berlin sang phía bên tay phải này này, nó bớ được vào cung đen ấy thì chúng ta thua thôi. Còn bây giờ thì không. Rồi, tạm thời nó sẽ như này nhá anh em nhá. Tôi nhận thấy là cái con máy bay nó không ok cho lắm. Chính vì thế tôi quyết định là cho máy bay ra ngoài, cho con heo vào. Con heo nó sẽ có thêm cái lượng máu. Chúng ta sẽ cộng toàn bộ đội hình thêm 150 máu nữa để cho nó có đủ cái lượng tăng cơ. Con heo nó sẽ gọi thêm một con nữa thì nó cũng sẽ khá là ok. So với cái việc là con máy bay này đam nó khá là bé. Thực sự là máy bay 1 sao mà bây giờ kẹp với cả Hunter nó cũng chả có tí đam mà luôn. Tôi xem cái bảng đam của nó không có là thôi, tôi quyết định là chúng ta giải tán con máy bay. Đấy, tí nữa rồi máy bay lên 2 sao cho vào sau. Ây à, nhà cửa này bắt đầu to đấy. Nhưng mà level 9 thì không ăn thua, gặp mấy nhà kia chết mà. Level 9 này gặp cái nhà Sin, nhà Assassin kết hợp với cả con Fallen là thua. Ok. Có lên là dồn đồ cho Medusa không nhỉ? Medusa có mạnh hơn cung đen không? Tầm này có khi Medusa lại mạnh hơn ấy. Nhưng mà có điều là nếu mà cho đồ cho Medusa thì lại không dùng được cái mặt điện điên. MOM cho Medusa thì Medusa sẽ không hú được. Chúng ta mất cái khống chế nó yếu đi anh em ạ. À, thôi, vẫn cứ để đồ cung đen thôi. Cung đen bắn 2 sao cũng khỏe. Đấy, cũng giữ được máu. Con này thì được cái là đam to, nó hay bị bắn, nó hay bị thừa. Cung đen để bắn những cái con to máu, những cái con mà giáp to thì thích. Đấy, anh em thấy không? Này, bắn đau không? Nhưng mà nếu mà nó bắn với cả những cái con mà nó yếu máu ấy, thì nó hay bị thừa đam. Đây rồi, quá tuyệt vời anh em ạ. Món đồ, đúng món đồ tôi cần luôn. Để xem là đổi được cái món gì. Tôi nghĩ tôi sẽ đổi đồ cam thôi. Bây giờ cái tầm này đổi đồ cam thôi chứ còn đồ tím nó không lấy nữa.
Đồ tím đủ à? Bây giờ cứ đủ 9 slot rồi chuyển đồ cam anh em nhá. Bây giờ chưa đủ 9 slot thì thôi, cứ từ từ đã. Còn tôi sẽ không đổi cái xích đâu. Cái xích tôi sẽ không dồn là rèn lại đâu. Xích là một cái món đồ ngon đấy. Một cái món đồ mà không phải chỉ có bọn bếp mới dùng được, mà tất cả những cái đội hình đều dùng được. Nó là một cái món đồ khống chế, thay cho những cái con khống chế ở trong đội hình. Món xích là món mà nếu mà ra thì nó là một cái món đồ mà tôi luôn lấy, chứ còn tôi không có bao giờ tôi vứt đi cả. Đấy. Rồi. Cứ cho cái bọn này đứng vào giữa này cho an toàn anh em ạ. Cho bọn này đứng vào giữa cho an toàn. Ok. Assassin Fallen. Đấm đau rồi đấy. Thực ra cái bọn này nó vẫn mạnh. Nó chỉ có một cái là late game thì nó không mạnh bằng tôi thôi. Khi mà tôi chưa ra con súng thì nó vẫn sẽ mạnh hơn. Đấy, nhưng mà khi ra con súng 2 sao thì chắc chắn là nó sẽ không mạnh như thế đâu. Mà đấy là tôi đang nói đến một con súng 2 sao ấy nhá. Còn cái con súng mà lên 3 ấy, thì thôi, chắc là cũng chả cần phải so sánh. Súng mà lên 3 sao thì đội hình không có cửa. Đội hình Assassin Fake kẹp với cả Fallen Witcher tuổi tôm, chả có cái cửa gì mà so sánh bộ Hunter bây giờ cả. Hunter bây giờ chấp cả Blink xuống dưới áp sát mà. Chấp cả áp sát luôn, không thành vấn đề luôn. Đứng ở giữa bạn, có vấn đề đâu. Rồi cướp điên, quá tuyệt vời. Ơ à. Lại hack trúng vào con cung đen là sao? Ui ôi, cái đao này bị đẩy nhiều à. Mày nó hack chuẩn thế nhỉ, nó hack đúng vào con cung đen ạ. Chứ cha, súng vẫn chưa lên được 2 sao này, điêu thật. Cho tôi con súng 2 thôi. Cung đen tầm này không cánh được rồi. Cho xin con súng 2 sao thôi. Chứ không ra đâu con súng 2 sao chứ, cay nhỉ. Từ từ đã. Máu vẫn còn nhiều anh em ạ. Cứ bình tĩnh. Chưa có cái gì mà phải vội à. Cho đứng giữa này. Ok. Đấy. Để xem mày có ăn được không. Ta đứng ở giữa này. Ôi ai bị stun hết cả đội hình kìa. Ờ nhưng mà kìa. Ok. Ui nó vẫn ăn được. Cứ tưởng là tôi ăn được. Nhưng mà không. Đấy rồi, ôi rồi. Cứu tinh đến rồi. Mẹ ra 34 mới lên được 2 sao anh em ạ. Nhưng mà nó là một sự khác biệt rất lớn đấy anh em ơi. Súng lên được 2 sao. Quá tuyệt vời. Rồi, chúng ta sẽ dồn đồ cho súng anh em nhé. Quá tuyệt vời luôn. Con súng này mà nó lên 2 sao ấy thì bọn này chết với tôi. Tôi nói thật với anh em, chúng ta thua bởi vì là bọn nó bắt lạt được chúng ta. Đấy. Và tại sao lại bắt lạt được? Bởi vì con súng nó không lên được 2 sao thôi. Ôi rồi, ôi rồi. Ok bạn ơi. Ôi nó có bất diệt anh em ạ. Cay nhỉ, vẫn chưa được. Từ từ. Gần được. Súng ơi, mày lên được 3 sao tao thì càng tốt. Có lên được không? Xe là mèo 5 đô này. Mèo 5 đô chắc tôi nghĩ mua. Thôi 4 bit gì cái tầm này. Nó đang hơi bị thừa đam anh em ạ. Đang thiếu một cái thứ đấy chứ là tăng cơ. Ở phía trên đang hơi thiếu. Tôi quyết định là bổ sung con mèo, tăng khả năng nhiều cái ulit ở phía trên để cho con súng nó bắn.
Ron ở trận đấu này Ron nó cứ bị đen đen kiểu gì ấy anh em ạ. Ron mãi trả lên được 2 sao. Tầm này bây giờ Ron gấu 3 sao và con máy bay. Ron máy bay 2 sao đi. Thôi, lấy cái Ro đi. Tăng cường khống chế. Khống chế càng nhiều càng càng tốt. Tí nữa ra Tesu thì 2 lần hất tung. Con Medu này có thể là nó sẽ không được 2 lần hú, nhưng mà con Tesu thì được. Medusa thì khả năng bị bớ vào nhanh lắm. Hai cái nhà còn lại là nhà Assassin và cái nhà Glacier. À ui rồi đây ơi, linh hồn ánh sáng được này. Linh hồn ánh sáng thay cho mèo đây. Gấu 3. Wow, ok. Đó. Được. Súng có thể lên được 3. Ok đấy. Ôi rồi ôi anh em ơi, thôi xong rồi, thế thì vô địch rồi anh em ạ. Súng 2 còn không có cửa, chứ súng 3 chắc chắn là có cửa luôn. Ơ kìa, mẹ nó hack toàn bộ đội hình của tôi kìa, cay nhỉ. Cay thật đấy, có súng bị cái con Grim nó vã chết ạ. Không sao. Rồi, hay quá, súng lên được 3 sao rồi. Ôi tôi chết rồi. Ôi dồi ôi, nhầm anh em ơi, tại sao tôi lại lên nâng cấp, trời ạ. Ôi dồi ôi, cuống quá, ngáo rồi, cái quả mong trời con súng lên được 3 sao quá. Cay thật sự. Thề. Tại sao tôi lại có thể hào hức đến cái mức độ mà tôi ấn vào cái con súng để nó up cấp lên chứ. Phải đập quả trứng chứ. Chết tôi rồi. Cay thật đấy. Không hiểu kiểu gì luôn. Ngáo quá đi mất thôi. Rồi, mua linh hồn ánh sáng đập trứng luôn. Quả trứng còn lại thì cho con súng thôi mà. Ok, cái Tsunami này. Rồi. Rồi, tôi nghĩ là chúng ta đã form được cái đội hình mắc binh rồi đấy. Bây giờ chỉ là súng lên được 3 sao, Tesu 2 sao thôi. Đấy, còn bây giờ con cho luôn con này lên 2 sao luôn này. Ok. Rồi, mạnh lắm rồi anh em ạ. Chúng ta sẽ đánh solo chung kết với cả nhà Glacier. Đấy, cái thằng thằng xin kết hợp Fallen thì tôi đấm nó sấp mặt rồi. Rồi còn lốt cái thằng này thôi. Bây giờ chỉ cần súng lên được 3 thôi. Ui máy bay lên được 2 sao này. Từ từ. Lóc lại đào sau mua. Ok. Rồi. Vớ vẩn ra rồi, thằng này đi luôn đi anh em ạ. Tôi nghĩ là thế. À, thằng khốn ấy, chuyển dây cuối à. Nhưng mà vẫn không ăn thua. Nó bớ vào cái con súng của tôi anh em ạ. Nhưng mà có bớ được không? Bớ được không? Có đẩy này. Trên người súng có đẩy mà. Ơ sao không đẩy? Ơ vãi đái. Ơ được chết rồi. Quên lại ngáo lần 2 rồi. Không lóc lại mua con máy bay 2 sao. Ui ơi, ngáo quá đấy mất thôi. Vãi đái. Nhưng mà thôi không sao, vẫn ăn thôi anh em ạ. Dã man thật sự. Cái ra vừa rồi tôi cứ tưởng tôi lóc lại rồi chứ nhỉ. Quên à, quên chưa lóc à. Nói chung là cái tầm này ấy, súng không lên được 2 sao mà đã đánh coi như là sấp mặt đối thủ rồi. Không lên được 3 sao mà đã sấp mặt đối thủ rồi. Thì tôi nghĩ là cũng chả cần lên 3 sao đâu, 2 sao vẫn có đấm được. Đấy. Mà tôi đang thắc mắc là tại sao vừa nãy nó dí vào người tôi mà cái đẩy nó không đẩy ra nhỉ. Lạ thật đấy. Con súng của tôi là có đẩy mà. Có đại bác chí mạng tiếp cận gần là nó sẽ đẩy ra. Nhưng mà sao vừa nãy không đẩy. Điêu thật.
Cung đen 3 sao này. Rồi. Tôi nghĩ là round cuối rồi, chắc là đối thủ cũng chả sống được nổi round này đâu. Một cái râu lửa cho con Tsunami thì sao? Ok. Tsunami RO xong rồi lại còn Medusa RO nữa. Thế thì đối thủ đứng im muốn chết. Nhưng mà nó có BKB anh em ạ. Đó, chuyển ra đây cho an toàn này. Ơ kìa, không kịp chuyển luôn. Ngáo thật sự. Hai cái RO. Ơ kìa, nó quay mặt đi đâu kìa. Nhưng mà bạn ơi, thôi xong rồi. Bật bất diệt lên tức là bạn sẽ chết. Chắc chắn là như thế. Ồ, làm sao ngáo như thế mà vẫn ăn được, dã man, mạnh quá anh em ạ. Thực sự là thế luôn, bổ lỗi kinh khủng luôn đấy. Có súng may late game lên được 2 sao, thậm chí không lên được 3 sao, vẫn cuối cùng là vẫn top 1, cách cũng nói chung là cũng vẫn là áp đảo đối thủ. Tôi thấy cái đội hình này đấm vào cái đội hình của đối thủ như con luôn, đúng không anh em? Đấy, còn hình như là cái cơ chế của đại bác chí mạng tôi cũng không rõ tại sao mà nó lại không đẩn được ra. Để tôi xem lại cái tình huống đấy mới được. Rồi anh em thấy hay để tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Nếu anh em còn thời gian thì anh em có thể chọn 2 video clip ở phần đề xuất anh em nhá. Đó đều là những cái video clip rất hay, anh em tin tôi, hay lắm. Và cuối cùng, nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.